Cuba Trà là một giai thoại về mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất dài thành ở thế kỷ trước. Nhiều sao nữ V-Beat cũng đã thử sức hóa thân thành nhân vật đình đám này, trong đó phải kể đến Minh Hằng và Kim Tuyến. Mới đây, Kim Tuyến một lần nữa xuất hiện với tạo hình Cuba khiến khán giả trầm trồ. Tham gia một sự kiện, Kim Tuyến gây bất ngờ khi xuất hiện với tạo hình Cuba Trà nổi tiếng một thời. Nữ diễn viên diện áo dài màu tím kết hợp cùng những sợi chuỗi ngọc trai và để kiểu tóc phồng cổ điển. Người đẹp sinh năm 1987 còn cầm trên tay bó hoa sen cho thấy khí chất thanh tao, kiêu kỳ của mình. Khán giả nhận xét rằng tạo hình này của Kim Tuyến khá phù hợp với hình tượng của Cuba Trà, vẻ ngoài và khí chất của người đẹp trông giống hệt như những người phụ nữ ở thập kỷ trước. Màn xuất hiện của nữ diễn viên thu hút mọi ánh nhìn của khán giả tại sự kiện. Đây cũng không phải lần đầu Kim Tuyến hóa thân thành Cuba Trà. Trước đây khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Mộng Phù Du, mỹ nhân sinh năm 1987 cũng đã từng thử sức với tạo hình nhân vật này. Tuy nhiên khi ấy, khán giả và ekip phim đều cho rằng Kim Tuyến chẳng có nét gì giống với đệ nhất mỹ nhân nức tiếng dài thành một thời. Cùng hóa thân thành Cuba Trà, khán giả không khỏi đặt Kim Tuyến và Minh Hằng lên bàn cân so sánh. Gần đây, Minh Hằng cũng đang gây sốt khi đảm nhận vai Cuba Trà trong phim điện ảnh Chị MM2, nhan sắc xinh đẹp, phong thái sang trọng, quyền quý của giọng ca Một Vòng Trái Đất được người hâm mộ đánh giá cao. Nhưng nhiều khán giả lại cho rằng tạo hình của Minh Hằng quá hiện đại, không phù hợp với bối cảnh thời kỳ trước.